dear brother and sister, as you see in my right side, is the face of the Holy God, Jesus Christ, appear in the sky, August 29, 2009. And now, I go to show you the original color. Of course, we must have the original color before we can print the color on your darker or lighter. Okay, so now I show you the original color, all right? My dear brother and sister, on August 29, 2009, the face of the Holy God, Jesus Christ, appeared in the sky of Orange County, California, 92683. This is the original color. And this is, I make the color darker so you may see more detail. So this is the original color, and this is the color I make it darker. Take a look. The face of the Holy God, Jesus Christ, appear in the sky, August 29, 2009, in the USA. And also August 29, 2009, angel Lucifer cast out from heaven, and now they came to earth, many of them, and they become Satan. You see the body of the snake right here, zigzag, 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 cast out from heaven, angel Lucifer, troublemaker. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the skull, the eye right here, the body of Satan right here, the body of the snake right here. Right behind me, when I'm holding the Holy Cross pray. That means they always behind you and around you too, because they do have power. And now, when I turn this way, you see the face of Jesus over here. That face is this face right here. Now, my dear brother and sister, this is the original color. Now I go to turn this way. I make it darker so you may see more detail. You see, Lucifer cast out from heaven. Right here. Zigzag, zigzag, the body of the snake. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the eye, the skull right here, and the open mouth of the snake right here. And skull of Satan right here. Right here. Skull of Satan right here. I need to share with you clearly. This is the body of the snake. Zigzag, zigzag. Angel Lucifer, troublemaker. The Almighty God kicked them out from heaven and they came to earth. They become Satan. This is the body of Satan and this is the body of the snake. And this is the head of the Satan. See the eye, the skull right here. And this is the mouth, open mouth of the snake right here also. See open mouth. And this is the body of Satan. And this is the snake. So that means they all way around you. Be careful because I'm human. So I'm right here, they right behind me. That means they right behind you and around you too. And now I turn this way, again, you see the face of Jesus right there. See the face of Jesus right here? See the eye, the nose, and the mouth, and the beard? Right? Now I turn to the original color. You can see it very clear. Awesome. You see that? Learn something. You see that? Okay now, my dear brother and sister. Again,
faith of Jesus right here. Right? That means this faith right here. You got that? I think you do. Now, 365 days later, after the face of Jesus appeared in the sky, in Orange County, in the sky of Orange County, this appeared in the sky. This is the Lion of Judah, John 5:5, Revelation John 5:5. The Lion of Judah, my dear brother and sister, this is the Lion of Judah. The Father Lion protect the baby lion. The Father Lion protect two baby lions appear in the sky, performed by oxygen, pure oxygen. This is the original color. And now I show you the color darker. We must have the original color before we can make it darker, right? So now I show you the darker color, okay? So I show you more detail. Now, my dear brother and sister, this is the color darker. So I show you what is it look like, okay? First, I show you the face of the Father Lion. This is the face of the Father Lion. You see, this is the nose and the mouth. And this is the eye right here. You see the eye right here? There's one eye right here. And this is the nose and the mouth. And this is the body of the Father Lion. And this is the leg of the Father Lion. Laid out, you know, comfortable, and look at you and me, look straight to the camera. This is the nose and the mouth, this is the eye, this is the head of the Father Lion, and this is the body of the Father Lion, and this is the leg of the Father Lion. Got that? And now I'm going to show you two baby lions on top of the Father Lion. The baby lion is you and me. The Father Lion is Jesus Christ, the Holy God. In the Bible, talk about this. John 5:5, Revelation. Look over here. You see the tongue of the baby lion? This is the open mouth of the baby lion. And this is the head of the baby lion. And this is the tail of the baby lion. The butt over here, the tail over here. The leg of the baby lion over here. And one more baby lion. You see, over here, the tail and the leg and the head over here. And this is the sun. This is the Father Lion and two baby lions flying across the sun. We capture August 29, 2010, exactly 1 year after the face of Jesus appeared in the sky. I will pray about 3 days, prepare for the day, August 29, 2010, because exactly 1 year before that, the face of Jesus appeared in the sky, so we wish to see something from God appear in the sky so we can report to you, because my dear brother and sister, I am the last prophet of God sent to earth before Jesus Christ, the Holy God, come back to earth to rescue you and me. Remember that. And you all need to translate to all different languages to our brother and sister around the world to know about this report today, because this is the most important message from the Almighty God give to all humankind, because the Holy God Jesus Christ coming back to rescue you and me, and we all need to be sincerely answer and respond to the Almighty God Jesus Christ call. How? We need to learn and take action from Jesus Christ teaching. So it's all in the Bible of the Holy God Jesus Christ. Remember that.
Again, this is the original color. And now I make the color darker. Also, August 29, 2010, this appear in the sky of Owen County also. This is the attack lion. Revelation John 5:5 talking about this. This is will attack Satan, and of course locked up Satan and demon and devil, and of course of those who keep doing the wrong thing, bad thing, will be face this lion. And now this is the original color. I'm going to show you the color I make darker so you may see more detail. This is the color darker. As you see right here, it's open mouth and teeth and everything always ready to attack. Look at that. The lion with seven eyes, seven heads. John 5:5 Revelation. This one I make the color different so you may see more detail. And this one is the original color right here. You see the open mouth. You see the head and the eye too and everything. And also you see the angel over here too. Over here, angel over here. Like a dove right here. The Holy Spirit. The Holy Ghost right here. And this is open mouth, teeth and everything ready to attack. I make it darker so you may see more detail. All of these important, wonderful images should, you know, you should put in your home and your office worker or your church or your temple or your government worker whatsoever, you know, to remind that we been blessed and taken care by the Holy God, the Almighty God. No one can run away from God. Remember that. And this one, many soul burning at many thousand degree hot appear in the sky. God tell me to capture this picture to let you know. There's all the miracle image I've been report to you. This is by God order. Tell me to capture this picture and to report to you so you can decide either you be with Jesus or Satan will get you, or you will be burned like this. And this is Satan appear in the sky. You see that? You see the face of Satan? And also this is tsunami warning. The water wave high mile up to the sky when earthquake and heat from the sun attack the earth. An earthquake, tsunami happen and water wave high mile up to the sky. By that time, billion life will be wiped out. And only the Holy God Jesus Christ can save you and save your family and save your country. Remember that. This is no joke. Satan appeared in the sky and soon we were warning
This is the original color. Okay, this is, I make the color darker so you may see more detail. See the eye, the nose, and the open mouth sucking the lonely soul. And this is the original color so you may see more detail. This is the original color. You see the face of Satan? Tsunami will happen in the future. The water wave high, might up to the sky. Million people will wipe out. And also in this picture here, talk about Asia, Southeast Asia, China, North Korea, Japan. This area will be war if Asia not repent as soon as possible. War will happen soon. Remember that. This is the phase of spirit of soldier. You see it? I show you exactly what it is. You see many helmet up here. And this is the eye. And this is the nose broken, the lip, the mouth broken, skin all burned by bomb and gun and TNT and they dead, they die already, but their spirits, you know, never die. Right now, they with the Almighty God, and the Almighty God allowed them to appear in the sky to warning all of us. You see that? Many face. In conclusion, we wanted to reiterate the importance it is that the world leaders listen to the message that Jimmy's trying to bring to them, in that it's critical that their people learn about the life, the love, and the lessons that Jesus is bringing to us. So remember, one leader can bring thousands of people to the Lord. Is it in his heart to do that? Because when we all pass and we're judged at the end of our lives, when we die, are you going to be able to show the Lord, look, Lord, I pushed your word out to the people that I am responsible for, and they all had the chance to learn about you? Or are you going to be the leader that says, look, you know, I got my millions, I was able to starve my people in order to have my beautiful house on the hill? Or are you going to be one of the leaders that says, I did nothing? It's in your hands. You have the ability to impact thousands of people in a good way. You, Brother Matthew, you talk about million people, not thousand, right? If the leader... some leaders, a thousand, other leaders, millions. It's the fact that you're in that position of power and you have the responsibility to do right by your people. This message is the most, as Brother Jimmy said earlier, the most important message in this life and in the next. So don't shortchange your people. Do what's right for them and do what's right for the Lord. Và tiếp theo đây, kính mời đồng bào theo dõi phần tường trình vĩ đại và quan trọng nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại để dẫn dắt nhân loại qua khỏi thời kỳ mạt kiếp tận diệt, đang chuyển qua thời thánh đức. Đây là những phép lạ quan trọng nhất bây giờ, và
cho những ngày tháng năm sắp tới, cho đến ngày Thiên Chúa Giêsu tỏ hiện ra từ trên mây hiện xuống qua địa cầu để dẫn dắt và cứu rỗi chúng ta. Đồng bào hãy tĩnh tâm theo dõi phần tường trình vĩ đại vô cùng quan trọng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại, mà ưu ái ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta được biết trước. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Mở cửa thứ ba, thứ năm, thứ bảy từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa để đón tiếp đồng bào đến đây thưởng ngoạn, chiêm nghiệm và học hỏi về những phép lạ vĩ đại của Thượng Đế đã tỏ hiện ra, hướng dẫn nhân loại. Và đặc biệt, dân tộc Việt Nam chúng ta đã chụp được những hình ảnh này. Giờ đây, Thánh Gióng chúng cháu đã trưng bày tại nơi đây, và Thánh Gióng chúng cháu đã phóng lớn ra và làm đủ màu sắc khác nhau để cho đồng bào chọn lựa. Và những hình ảnh phép lạ này có quyền năng của Thượng Đế đi chung cho những ai ước ao được có những hình ảnh này để trong nhà mình, và để nhắc nhở cho mình biết là mình được sự bảo vệ của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Kính thưa đồng bào thân mến, một lần nữa kính mời đồng bào hãy làm một phần của mình, thỉnh những hình ảnh này để giúp Thánh Gióng chúng cháu có đầy đủ ngân sách tiếp tục làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Đây là khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra trên mây ngày 29 tháng 8 năm 2009. Và đây là khuôn mặt linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ đã hiện ra trên mây ngày 31 tháng 1 năm 2010. Rất rõ ràng. Và kính thưa đồng bào thương mến, đây là hình gần hơn. Khi chụp là chụp như thế này, và xoay qua bên này thì đồng bào thấy nón của những anh hùng chiến sĩ và nửa khuôn mặt, mắt mũi miệng đã bị thương. Và quý ngài này đã hiện ra để phụ trợ cho chúng ta làm việc. Kính thưa đồng bào thân mến, và đây là sư tử nhà Chúa. Thánh Gióng chúng cháu làm đủ màu khác nhau để cho đồng bào má tánh chọn lựa. Và đương nhiên chúng ta có hình ảnh ông rồng bà phụng hiện ra rất rõ ràng. Kính thưa Thánh Gióng cũng như kính thưa quý anh quý chị lắng nghe tiếng nghe chia sẻ của Kim Cúc qua sự học hỏi và được sự soi dẫn, thì có gì sai sức xin quý vị tha thứ và góp ý thêm. Kính thưa quý anh quý chị, giữa vũ trụ quan và nhân sinh quan có hai cái phát khác biệt, thì nhưng mà nó cũng bổ túc cho nhau và nó cũng lòng trọn vẹn để mới tạo thành càn khôn vũ trụ, mới sinh ra con người chúa tải muôn loài ở dưới cái cõi Diêm Phù Đề này. Thì Đức Phật giảng về nhân sinh quan rất là nhiều, nhưng mà vũ trụ quan đó thì Chúa Giêsu Kitô và Đức Chúa Trời đã dạy. Thì 7 ngày Ngài tạo ra tất cả vạn vật muôn loài và vũ trụ như thế nào trong 7 ngày và 7 đêm, sáng là ngày, tối là đêm,
trong khi đó Ngài cũng giảng rất là rõ về ba cõi thượng thiên giới, trung thiên giới và hạ thiên giới, mà một cõi mà người ta thường hay nói tới là cõi địa ngục hay là ba ngục, thì cái cõi đó là đáng sợ nhất và những người tội lỗi rất là sợ những cái điều đó. Nhưng mà nếu khi chúng ta còn sống làm những điều gì ngay chính và hướng thượng, tuân theo lời của Phật và Đức Chúa Trời làm, thì chúng ta lánh xa được cái địa ngục đó. Thì trong cõi thượng thiên giới thì là những cái người mà ngay chính, có trí huệ hướng thượng, thì khi được chết thì linh hồn về trên cõi thượng thiên giới đó. Còn trung thiên giới thì những người bình thường, nói trung thì quý vị đã biết rồi, không thiện mà cũng không ác mà cũng không quyết tâm làm những cái gì mà để Đức Chúa Trời giao phó, giống như hình thức là Chúa Giêsu Kitô đã hy sinh một cuộc đời mình khi mà hạ phàm. Thì hạ thiên giới thì đó cũng giống như hình thức là những ngôi sao, vinh quang và sự sống của họ cũng như những ngôi sao. Cho nên là đối với Đức Chúa Trời thì ân ước khi mà Chúa lâm phàm, Ngài giảng rất là kỹ cái điều đó cho chúng ta hiểu và hành theo để mà được tin và tin tưởng, sống ngay chính, đầy tình yêu thương, có tinh thần phục vụ giống như Chúa Giêsu Kitô. Mà Chúa Giêsu Kitô thì sống gần Đức Chúa Cha và cũng biết những cái gì Đức Chúa Cha muốn Đức Chúa Giêsu Kitô làm. Và Ngài xuống thế gian, Ngài cũng dạy chúng ta phải làm đúng như vậy để chúng ta linh hồn thể xác thế gian thì chúng ta được hạnh phúc và bình an khỏe mạnh. Còn nếu chúng ta có bỏ xác này thì linh hồn của chúng ta về với Cha Trời được thánh thoát và an bình. Kính chào quý vị. Hỡi U Bà Tắc U Bà Di, ta nắm những cái nắm lấy lá trong tay ta, lá sa ba của ta trong tay, thì nhiều hơn những cái lá cây ở trong rừng hay là lá trong tay của ta nhiều. Thì các bậc U Bà Tắc U Bà Di và các vị La Hán mới cứ bạch với Đức Thế Tôn rằng: thưa Đức Thế Tôn, lá trong nhiều sẽ rừng nhiều hơn lá trong tay của Đức Thế Tôn nắm. Thì Đức Phật mới trình bày với quý vị cho rằng đúng. Vì những cái sự hiểu biết của ta thì giống cũng như lá ta nắm trong tay, còn những sự hiểu biết mà vô cùng tận như lá trong rừng. Mặc dù Đức Thế Tôn Ngài giảng thì người ta dễ hiểu lầm là Đức Thế Tôn không có nói gì về quyền năng của Cha Trời hết. Nhưng mà riêng Kim Cúc học về tới cái phần đó thì Kim Cúc có thưa và có hỏi. Thì lúc đó Kim Cúc học origin của Phật học của Buddha ở Pháp dịch ra. Thì Kim Cúc học kỹ những cái Phật mà origin như vậy, những cái virtue như vậy do Đức Phật giảng. Thì Kim Cúc hiểu được như vậy, cho nên lúc nào Kim Cúc cũng ráng học hỏi. Và Kim Cúc cũng xin chia sẻ với quý vị thượng tọa đại đức như quý vị Phật tử. Thì mỗi một gian kỳ Ngài lộ ra đúng vào thời điểm để chỉ dạy cho nhân loại. Chứ lúc bấy đó, bây giờ Phật không có dạy về vũ trụ quan nhiều, mà Ngài dạy về nhân sinh quan, dạy về bát chánh đạo, tứ diệu đế, thập vị nhân duyên. Và cái nhân duyên nào để nếu kéo chúng ta đầu thai xuống hoài trong cái thập vị nhân duyên đó, thì Ngài biểu chúng ta phải đoạn là ngũ uẩn, rồi những cái điều mà Ngài dạy đó. Thì nếu ai mà hiểu biết thì học được những điều đó. Còn Kim Cúc thì liên Kim Cúc dốt nát ngu dại, cho nên lúc nào cũng cố gắng tìm hiểu các đấng giáo chủ lâm phàm để mà tìm hiểu thêm. Thì mong cái sự chia sẻ của chúng tôi đóng góp với quý vị, mong quý vị gọi vào đài hay cũng mời quý vị đến đây để mà sum họp với chúng tôi ngay đường Golden West này, mà Thánh Giống Hằng đến đài chia sẻ, và hiện nay Thánh Giống cũng chia sẻ những điều đó. Thì mong gặp quý anh chị em
của chúng ta, cùng cha, cùng mẹ, cùng một bọc một trong trứng đẻ ra trong con, đã phân tán khắp thế giới, và chúng ta ở cái thế giới này, mình là chúng ta ở trên cái vùng đất hứa đất Mỹ này, đã nói là Mỹ quốc thì những cái gì đẹp nhất hay nhất thì những từ luật pháp trên thiên thượng đã đưa xuống đây rồi, cho nên chúng ta được những hồng ân về vật chất cũng như về những tâm linh, thì mong quý vị hãy đến đây. Tuổi chúng ta đã già rồi, Kim Cúc năm nay cũng gần 70 rồi, có 2 tuổi nữa là 70 rồi, cho nên chúng ta phải học hỏi, học cho đến đời này, cho đến đời sau, ở thế giới siêu nhiên mình cũng phải học nữa, chứ không phải theo Kim Cúc hiểu biết mình học hỏi không phải chết là hết đâu thưa quý vị. Sau đây là phần thông báo quan trọng. Kính thưa đồng bào quý mến, ngân sách Hội đồng Quân y Việt Nam và nhân loại thiếu thốn rất nhiều. Giờ đây chúng cháu Thánh Gióng cần nhắc nhở cho toàn thể đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta được biết là chúng ta có bổn phận phụ giúp Thánh Gióng chúng cháu có đầy đủ phương tiện để tiếp tục làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết. Và đương nhiên sau khi có hàng trăm triệu người biết đến những phép lạ này thì lúc đó là lúc mà cả thế giới sẽ thay đổi, và đương nhiên là lúc mà cả thế giới sẽ kính nể và quý mến dân tộc cũng như quý mến đất nước chúng ta, để rồi từ đó họ sẽ ưu ái vâng lời cha trời thượng đế toàn năng, trả lại quyền tự quyết của dân tộc và đất nước chúng ta, và họ sẽ vô cùng quý mến và kính trọng chúng ta, bởi vì họ sẽ tiếp tục học hỏi ở nơi chúng ta rất nhiều, bởi vì dân tộc và đất nước chúng ta đã được cha trời thượng đế toàn năng chọn lựa là một dân tộc sống phụ làm gương cho nhân loại vào thời mặt kiếp này đang chuyển qua thời thánh đức. Và đó là lý do tại sao mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã chụp được những hình ảnh này hiện ra trên mây. Kính thưa đồng bào thân mến, nhớ làm bổn phận của mình, đừng để Thánh Gióng chúng cháu tiếp tục nhắc nhở. Một lần nữa, đồng bào có thể thỉnh những hình ảnh phép lạ này hoặc là CD nhạc tĩnh tâm. Đó là cách tốt nhất và hợp pháp nhất để phụ giúp Thánh Gióng chúng cháu có đầy đủ ngân sách để tiếp tục làm việc phụ giúp đồng bào, cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta, và đồng thời làm việc cứu nguy nhân loại. Kính thưa đồng bào thân mến, đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Nhớ những gì Thánh Gióng chúng cháu vừa nhắc nhở, theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, bảo Thánh Gióng chúng cháu thông báo như thế. Những người đang nắm vai lãnh đạo ở tại đất nước Việt chúng ta cần làm gì trong những ngày tháng sắp tới? Bởi vì từng vừa rồi là Võ Nguyên Giáp đã bị bắt nhốt chung với hỗn hồn, ác hồn, quỷ đầu xanh, Hồ Tạc, Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, và chúng nó đang hãm hiếp và đánh đập lẫn nhau. Và đương nhiên thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung thì nó dữ dằn lắm, bởi vì nó là chủ tịch của tất cả những thành cộng sản Việt Nam. Kính thưa đồng bào thân mến, những người Việt Nam mắc bệnh cộng sản khi này hãy mau mau sám hối gấp, bởi vì chúng nó sẽ bị Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Cung, Quý Rau Xanh đánh đập, hãm hiếp hàng ngày vô cùng kinh hoàng và khủng khiếp. Nếu những kẻ đó không thực sự sám hối gấp, nghe lời Thánh Gióng chúng cháu dạy bảo gấp,
tức là trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính thánh giáo chính giáo phụ động thiên vương thái thế cùng toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta cùng nhau đảm đang việc nước, thì may ra chúng nó mới được tha tội. Và đương nhiên nếu thật sự sám hối thì chắc chắn chúng nó sẽ được tha tội, bởi vì minh vương nước Việt, vua nước Việt sẽ ra lệnh như thế theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng cho phép và ban cho, và minh vương nước Việt, vua nước Việt được quyền tha tội cho những kẻ thực sự sám hối, tức là những người đang lãnh đạo đất nước Việt chúng ta một cách sai lầm, sai quấy, vô cùng ác độc, nguy hiểm vô cùng. Hãy mau mau sám hối gấp, nghe lời dạy bảo, nghe lời dạy bảo của ta gấp. Ta chính đây minh vương nước Việt, và đương nhiên và là vua nước Việt, được lệnh của cha trời thượng đế toàn năng phán bảo như thế, và ta được sự bảo vệ và phụ trợ của hàng triệu linh hồn chiến sĩ từ Bắc chí Nam phụ trợ ta làm việc, và đương nhiên ta được sự phụ trợ của ông bà tổ tiên thánh thần của chúng ta, và trên hết ta được sự phụ trợ và bảo vệ toàn vẹn của Thiên Chúa Giêsu, bởi vì Ngài chính là Thiên Thượng, Ngài chính là Thượng Đế toàn năng. Nhớ những gì ta nhắc nhở, những kẻ nào cãi lời thì những kẻ đó sẽ bị quỷ Satan bắt, và các ngươi sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Thành thật cảm ơn thời giờ ứng báo của toàn thể đồng bào, và một lần nữa cảnh báo cho tất cả những người Việt Nam đang mắc bệnh cộng sản, hãy mau mau sám hối gấp, lập công chuộc tội, lập công chuộc tội gấp. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là văn phòng triển lãm Hội đồng Cứu y Việt Nam và Nhân loại, và đây là phòng tiếp tân và triển lãm những hình ảnh phép lạ vĩ đại của cha trời thượng đế toàn năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã tỏ hiện ra trên mây, và chúng cháu thánh giống đã chụp được. Và giờ đây tất cả những hình ảnh phép lạ vĩ đại này đã được trưng bày tại văn phòng Hội đồng Cứu y Việt Nam và Nhân loại. Vì thế kính xin đồng bào hãy dùng thời giờ quý báu của mình đến đây để chiêm nghiệm và góp ý về những sự việc vô cùng quan trọng và vĩ đại của cha trời thượng đế toàn năng đã tỏ hiện ra cho nhân loại được biết, và đặc biệt ưu ái là dân tộc Việt Nam chúng ta đã được biết trước. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là những phép lạ vô cùng quan trọng mà Thượng Đế đã tỏ hiện ra để hướng dẫn và nhắc nhở cho nhân loại được biết về việc cơ tận diệt đang bắt đầu xảy ra, tức là cơ phán xét sẽ xảy ra cho tất cả mỗi người, những kẻ hiền hòa, những kẻ hung dữ ác độc, hoặc là những kẻ vô trách nhiệm đối với đồng loại và đối với cha trời thượng đế toàn năng, tất cả đều sẽ được cha trời thượng đế toàn năng phán xét một cách công minh, chính trực. Và đương nhiên cha trời thượng đế toàn năng thì không tị hiềm bất cứ một ai cả, và Ngài sẽ phán xét vô cùng công bình, bác ái, thiện lành, hòa minh và tồn tại cùng càn khôn. Kính thưa đồng bào thân mến, ở văn phòng của chúng ta mở cửa
thứ ba, thứ năm và thứ bảy giờ tiếp tân là từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Kính xin đồng bào hãy nhiệt tình làm bổn phận của mình, hãy đồng hành cùng thánh giống chúng cháu để chúng ta cùng nhau làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Một lần nữa, giờ mở cửa từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa, thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Địa chỉ: Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại, tọa lạc tại 1382 Golden West Street, Suite Number 112, Westminster, California 92683. Điện thoại 714-457-0153. Và nè, chúng ta có tất cả những hình ảnh phép lạ vĩ đại đã được trưng bày tại nơi đây. Và chúng ta đã làm nhiều màu khác nhau để cho tùy theo ý của đồng bào hợp nhãn với hình màu nào thì thỉnh những hình đó. Và đương nhiên chúng ta có CD nhạc tĩnh tâm. Và thưa đồng bào thương mến, chúng ta cần phân phát tất cả những phép lạ vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Một lần nữa, thánh giống chúng cháu thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào đã theo dõi chương trình bấy lâu nay. Chúng cháu xin hẹn tái ngộ và chúng cháu ước ao sẽ được đồng bào Việt Nam chúng ta cùng nhau đồng hành cùng chúng cháu thánh giống Phụ Đổng Thiên Vương tái thế Vương Đạo Đại Việt, vâng lĩnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, làm việc góp phần cứu nguy nhân loại và đương nhiên đồng thời làm việc phụ giúp đồng bào cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gấp. Một lần nữa, thánh giống chúng cháu thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Jesus Christ, oh, I love you.
how I love you. Remember that, brother and sister around the world. Rock and roll. Dạ, kính thưa quý anh, quý chị, kính mến người Việt Nam của chúng ta ở trên vùng đất hứa này, và quý vị đã phân tán khắp thế giới để mà đi đó đây để học đạo, học đời. Thì thật sự cha trời đã an bài thì chúng ta mới được ngày hôm nay. Và mong rằng cái sự cải hối và cái sự thương yêu, hy sinh, đóng góp để mà chúng ta làm sáng danh cha trời, cũng như đạt được những cái chân lý mà cha muốn loài người chúng ta phải làm để mà sự tiến hóa của chúng ta được Ngài chiếu cố và chấm công cho chúng ta, để một công lập đức chúng ta trở về. Thì cảm ơn Thánh Giống đã hy sinh và làm với tấm cả một cái chân tình sự kêu gọi bởi cái thiên căn của ông, để ông làm cho dân tộc Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung, toàn thế giới này phải lo hối cải và biết rằng cơ trời sắp đến. Mọi người, mọi nước ở thế gian này không thể làm đủ những cái gì đâu, chỉ có cha trời làm mà thôi. Vì lẽ đó cho nên ông Trần Quang Đại có ân điển Thánh Giống, ráng làm hết sức mình, cố gắng hy sinh, thì mong quý vị cũng đã bị thử thách, trải qua nhiều đau khổ tại đất nước Việt Nam mình cho chế độ cộng sản. Nay chúng ta được tự do trên vùng đất hứa này, cũng tương đối đầy đủ về vật chất và hạnh phúc trong gia đình. Tuy rằng chúng ta lớn tuổi có nhiều bệnh hoạn, nhưng cái thời gian này là thời gian hy sinh đóng góp để mà chúng ta làm những điều ngay chính, những điều phải để phụng sự cho Chúa Phật. Đó là một điều tối quan trọng để chúng ta khi mà bỏ được cái thân xác hữu dục này, để chúng ta trở về cái trạng thái linh thể của chúng ta ở trên thượng thiên. Thì đối với Kim Cúc và đó là một điều rất là quan trọng cho chúng ta. Vậy tôi xin chia sẻ những cái thiện ý này trong một cái tình thương yêu, và để quý vị hầu nhớ lại những cái gì và ôm lại những điều mà chúng ta đã khổ sở khi chế độ cộng sản, và chúng ta đi vượt biên, vượt biển, rồi có những cái thành phần mà đi diện HO mà cha đã cho, những người vợ đã hy sinh cho chồng, nuôi chồng trong tại tù tập trung của cộng sản, đã qua tới đây rồi. Tuy là chúng ta già cả, đau yếu, có nhiều bệnh hoạn, nhưng cố ta hãy cố gắng lên, và cố gắng lên hết sức mình để làm tròn bổn phận con người của chúng ta sống trên trái đất này, và hãy giúp đỡ cho Thánh Giống có tài chính, ngân sách để có những văn phòng làm việc, và có những có dịp nào chúng ta phải quy tụ lại, hiệp nhất lại đó để cùng nhau chia sẻ, học hỏi. Tôi tin rằng một ngày nào đó sẽ tới và sẽ được như thế thôi, nếu ý Thượng Đế muốn. Mà Thượng Đế muốn thì lòng người phải mở ra và phải thương kinh tính, thì cái điều đó mới là thực dụng và mới có giá trị trong cái thời buổi này. Xin cảm ơn quý anh, quý chị, và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe tiếng nói của tôi chia sẻ cùng quý vị, và mong cha trời cho Thánh Linh tác động tâm linh của mọi người để mọi người hiểu được và ý thức được những điều gì cha trời muốn soi dẫn tâm linh của chúng ta để làm việc phụng sự cho Ngài và làm đúng theo ý Ngài trong cái gian kỳ hạ thế này. Xin kính chào quý vị. Kính thưa đồng bào quý mến, tất cả những hình ảnh phép lạ này nhân loại cần được biết, và chúng ta hiện tại có trên 10 triệu view đã vào những trang website của chúng ta.
Và chúng ta cần có ít nhất là 100 triệu view vào những trang website của chúng ta để xem xét và học hỏi về những phép lạ vĩ đại này. Thì lúc đó là lúc mà dân tộc và đất nước chúng ta sẽ được giải thoát bởi bọn cộng sản khốn kiếp siêu quy khuẩn ăn hại và bọn con buôn thế giới vô cùng hung dữ ác độc. Kính thưa đồng bào thân mến, Thánh Gióng chúng cháu cần có tất cả những phương tiện cần thiết từ phía đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta phụ giúp Thánh Gióng. Và đến giờ phút này thì hầu hết đồng bào chúng ta đã chưa làm bổn phận phần vụ việc của mình. Vì thế ngày hôm nay Thánh Gióng trang trọng nhắc nhở cho toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta được biết là chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Vì thế đồng bào hãy mau mắn phụ giúp Thánh Gióng bằng đủ mọi cách để Thánh Gióng có đầy đủ những phương tiện cần thiết để làm việc. Một lần nữa thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Giờ này đang chìm trong cảnh lầm than khốn khổ. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cứu giúp chúng con, những người Việt Nam đang sống lạc loài nơi đất khách quê người.